Mùi mới đăng một cái tấm hình à, vô cùng đẹp luôn, lên trên mạng á, vậy mà được 1.000 like luôn á nha. Đã dạ. Nếu mà bây giờ hả, mùi chọn một cái tấm hình mà cười tươi như bông vậy nè, chắc là còn nhiều tương tác nữa đó. Ê, hay là một lát á, tôi sẽ đăng chục tấm hình luôn. Trời ơi, nói chuyện với bà cuốn quá, bây giờ tôi quên luôn nè. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình 12 con giáp, 8 chuyện thiên hạ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Trời, sao mà mê chụp quá vậy? Thì ai cũng có đam mê mà mẹo, cho nên là cái đam mê của mùi nó hơi tốn sức một chút. Ê, nói thiệt nha, bao nhiêu đó hình là chắc đăng cả tháng luôn á. Nhiều dữ vậy sao? Trời ơi, tôi tới đây tôi kiếm bà là để tụi mình tám chuyện với nhau mà bà chụp hoài à. Thôi mùi xin lỗi mẹo. Thôi thì bây giờ mình cùng nhau tám chuyện thôi. La 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 la. Sao con về nhà giờ này? Sao ba với em ở nhà giờ này? Không đi học thêm à? Dạ không. Không hẹn với bạn? Dạ không. Trời ơi, tới ngày rồi hả? Tới ngày. Ngày đó tới rồi hay ơi. Con bận rồi. Con bận rồi. Con gái. Ủa, đi học về ra con gái của mẹ. Trời ơi, cả nhà đợi con nè. Xuống mệt không con? Dạ, mẹ con mới đi học về. Mệt không con? Mệt không? Dạ. Uống nước gì không? Ăn uống gì chưa? Hồi nãy thì không, mà giờ hơi mệt. Nói nghe nè. Thôi, thì bữa nay khó lắm, nhà mình mới đông đủ như vậy. Thì mẹ cũng thông báo hôm nay là ngày nhà mình thử món mới. Hay quá. Mọi người háo hức lắm. Háo hức quá trời. Em chuẩn bị xong hết rồi mình. Nhiều món, bữa nay nhiều món mình ha. Dạ, bữa nay em nấu 3 món. Trời. Trời. À, sao mà có 3 món vậy mình? Trời ơi. Vậy mà em tưởng đâu mình không có muốn ăn. À, tại vì hôm bữa giờ em bận học tỉa trái cây. Cho nên là hả, em không có thời gian nhiều. Em chỉ nấu được có 3 món thôi. Không sao đâu, bữa sau em sẽ nấu 4, 5, 6, 7, 8 món cho gia đình mình ăn. Hay quá. À, em chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ em vô em lấy đồ ăn ra rồi nhà mình cùng thưởng thức nhé. Rồi. Mình giỏi quá đi. Trời ơi, thì có vợ như mình thì hạnh phúc quá trời, hạnh phúc đi. Ba. Sao tự nhiên má nói có 3 món? Mai mốt mẹ nấu 5-6 món cha con mình ăn mệt luôn á. Trời ơi, cái tình cảnh mà lấy con thấy rồi nó quýnh quá rồi, ba đâu có suy nghĩ kịp đâu. Bình thường á là mẹ sẽ báo trước cho mình. Sao tự nhiên bữa nay mẹ đột ngột quá vậy? Mấy lần trước là ba con mình là cứ người này bận, người kia bận, có bao giờ đủ mặt đâu. Mà con thấy bình thường á, mẹ nấu ăn cũng ngon rồi. Tự nhiên cái mẹ sáng tạo thêm chi, bỏ này bỏ kia vô nó tùm lum hết trơn à. Em nghĩ mẹ lo cho ba cho con mình thôi, sợ ăn ngán. Thế mẹ sáng tạo thêm. Chứ hôm bữa trước đó ba chê sao, ba nói là hơi mặn thôi. Thì đó, ba đã nói giảm nói tránh lắm rồi, ba chỉ dùng chữ hơi mặn thôi đó. Nhưng mà mẹ buồn. Buồn ba ngày. Thà như vậy còn đỡ hơn. Hôm bữa mẹ nấu cái gì hải sản phải không? Đúng rồi. Trời ơi, ba khen ngon, mẹ cho ăn một tuần lễ. Là tại ba rút kinh nghiệm cái vụ hơi mặn, ba chuột lỗi đó, cái ba khen ngon, ba nói là anh thích ăn đồ ngọt đó, cái ba nói trời ngon quá em, cái thành nó nguyên tuần. Nhưng mà hên nha con công nhận hên, tại vì mẹ đâu biết ăn món đó đâu, mẹ đâu ăn hải sản được đâu, cho nên là mình có nói ngon dở gì mẹ cũng đâu biết đâu. Nhưng mình ăn một tuần mà chỉ nói hên. Cũng may là mẹ con dị ứng hải sản không đó. Không ăn được. Mà nấu nướng cũng tay chân cũng dị ứng nữa, cho nên là mới ngưng lại, chứ thôi là biết đâu mấy tuần chứ mới một tuần đâu. Trời, nhưng mà bây giờ nè, cho dù hôm nay có như thế nào thì ba cũng đừng khen ngon nữa. Ba biết rồi, bữa nay là mấy cha con mình nè phải ráng ăn. Sao? Không được khen ngon. Nhưng cũng đừng chơi giỡn.
ăn Tết rồi, được ăn Tết rồi. Ăn Tết rồi. Đây. Đẹp quá ha ba. Trời ơi, trang trí như là ngôi sao vậy đó ha. Tưởng nào đồ ăn trong nhà hàng không á ba. Đây là món đầu tiên. Con trai, con thích ăn bánh mì pate đúng không? Pate thì nó quá bình thường, cho nên mẹ đã... Hãy nói với anh đây là một loại sốt trứng hay là sốt mayonnaise gì đó đi. Anh sẽ bất ngờ với cái hương vị này. Xin giới thiệu với cả nhà mình món đầu tiên là món bánh mì và có sự kết hợp với sốt chao ăn kèm với đậu bắp. Cổ tay sáng tạo quá. Sáng tạo em ha, sáng tạo hay hay không? Em đã nghĩ rất là công phu mới ra cái món này. Mà mọi người thấy là hấp dẫn không? Hấp dẫn. Chưa đâu. Mẹ lấy cái món thứ hai ra, gia đình sẽ bất ngờ. Ba đó giờ ba có ăn cái món mà bánh mì chấm chao bao giờ chưa? 45 năm. Món ăn thứ hai đến rồi. Đẹp quá ha ba. Màu sắc đẹp quá ha. Đẹp quá dạ. Này. Xin giới thiệu với cả gia đình mình. Vì em biết ông xã của em không thích ăn những món nóng. Đúng vậy. Đúng rồi, như là cháo và những cái món mà lẩu nước thì đó nó dễ bị phỏng. Nhưng mà đó. Dạ đúng rồi. Cho nên em đã cố gắng vận dụng suy nghĩ và em kết hợp hai cái hương vị lại mà mình sẽ không ngờ được. Đó là cháo kết hợp cùng với trái cây nhiệt đới đông lạnh. Tức là cháo nó rất là nóng mà ba còn không ăn nóng được. Xong rồi á, mẹ lấy hết trái cây trong tủ lạnh, xong rồi mẹ cắt diễn nó ra, xong rồi mình bỏ vào tủ đá, mình đông đá nó lại, xong rồi mình bỏ vào cháo. Món này chính là sinh tố cháo. Không có sinh tố. Sinh tố là con phải xay nhuyễn trái cây ra, còn cái này mẹ chỉ sắc hột lựu thôi. Đó là một sự sáng tạo của mẹ. Hay quá mình ơi. Chưa, còn món thứ ba này. Cố lên, còn một món nữa. Con thích uống trà sữa không? Ôi dạ thôi, bữa nay có trà sữa hả? Cái trà sữa nha. Mình ơi. Sao? Mình thích uống cà phê mà. Cái trà phê mà. Cà phê muối. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa trà sữa, cà phê muối. Tiêu đen. Mẹ muốn có cái sự gắn kết trong gia đình với đúng nhau vậy, nên chúng ta sẽ đúng rồi mình sẽ trộn lại cùng một ly như thế này và gia đình mình cũng uống chung cái còn mấy ly trong đó nữa. Em vô em lấy chén đũa đó rồi gia đình mình nhập tiệc nhá. Mình đảm đang quá. Cái gì vậy con ơi? Trời, cái này cháo nóng mà ăn với trái cây lạnh. Trời ơi, món này lần đầu tiên con thấy luôn á. Nó bối rối quá ha, bối rối. Rồi hồi giờ con thấy là trà sữa chân châu đường đen chứ ai đâu mà làm muối tiêu đen. Rồi, chén đũa đến đây. Mình ơi. Dạ. Anh xin lỗi, anh chợt nhớ ra là hình như hôm nay anh có hẹn với khách hàng. Để anh lên lầu anh kiểm tra coi lịch á. Hỏi kiểm, anh không có hẹn với khách hàng. Em kiểm tra giùm anh rồi mình. Sao tự nhiên bữa nay em kiểm tra lịch của anh vậy? Thì tại vì mấy lần trước mỗi lần thử món là tự nhiên cái mình lại có cái cuộc hẹn đi. Nhưng mà lần nào em kiểm tra cũng không có, mình bị nhầm á. Nên hôm nay em chuẩn bị sẵn, em kiểm tra sẵn cho mình luôn. Mình yên tâm ở đây đi. Mình thiệt là chu đáo. Mình ơi, hình thiếu, như nước lọc được không mình? Nước lọc cho anh xin. Sao mà mời bỏ đồng đội lần sau chứ ba? Trong tình cảnh này không có đồng đội gì hết, thoát thân là thượng sách thôi con ơi. Được rồi, nếu mà ba đã vậy á thì con con bị nhức đầu. Mẹ chuẩn bị sẵn cho con rồi đó. Lần nào con cũng nhức đầu hết trơn á, nên là lúc nào trong người mẹ cũng chai dầu hết trơn á. Sức dầu chắc lát hết rồi nè. Sức dầu đi con. Cho nó nhiều vô, đỡ nhức đầu. Phải chừng tay cái tay nha. Mẹ ăn cho nhiều vô cho mẹ nha. Mời cả nhà mình cùng ăn nha. Ăn thôi. Ăn cái gì trước mình ha? Con ăn cháo. Tôi chọn cháo. Con còn uống này. Rồi con. Vậy chị uống này thì em ăn bánh mì con, bánh mì pate của con. Bây giờ mẹ sáng chế là cái này nè. Đây để mẹ lấy cho con. Đó, rồi. Thử đi nha mình ơi.
cái lá thanh long á mình. Ừ, nhìn là biết mà, màu đẹp quá trời. Ừ, ừ. Thử ăn. Ăn ăn. Ăn ăn. Ăn đi, ăn đi. 2, 3. Ủa nhà mình ơi, nó không ngon hả mình? Ông cũng được, cũng được. Cũng hợp khẩu vị đó mẹ. Cũng hợp khẩu vị với con. Sao con? Con giống ý của ba chị hai vậy đó. Cũng được. Là không có ngon rồi. Không mình ơi, không mình em ơi. Em thất bại nữa rồi. Không, không phải mình ơi, không phải đâu mình ơi. Không, không, không. Ý của tôi là cái này nó không phải là dở. Ý tôi là... Thôi không... mình đừng có như vậy nữa. Ngon thì là ngon, dở thì là dở, chứ làm sao có mà cũng được được. Ngon là ngon, không ngon là không ngon. Mà cũng được là không có ngon rồi. Tôi là một người phụ nữ dở tệ trong gia đình. Mình ơi, mình không hiểu rồi. Ý là giữa ngon và cái dở nó có cái khúc không ngon. Không dở. Chỉ có ngon hoặc là dở thôi, chứ làm sao mà cũng không ngon, cũng không dở được. Mình nói tôi đừng có buồn đúng không? Tôi biết rồi, từ đây về sau tôi không có nấu cái gì nữa. Không mà mẹ, mẹ có đâu, mẹ nấu món nào cũng ngon hết trơn á. Tất cả các món mẹ nấu đều là ngon hết luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Ý của chị hai là mấy món mà bình thường mẹ nấu, món nào cũng số 1 luôn. Đúng. Mấy món mẹ nấu bình thường, bình thường. Ốp la. Chứ ốp la. Đúng rồi, con thích ốp la. Chứ ốp la ngon quá trời. Tay nghề của mình không có vấn đề. À, em hiểu rồi. Hả? Tức là không phải em nấu ăn dở đâu mình, mà do những cái nguyên liệu em kết hợp lại với nhau nó chưa có hợp với nhau. Vậy thì em phải tìm ra thật nhiều cái công thức khác nhau nữa. Hả? Những cái nguyên liệu khác nhau và em sẽ kết hợp thật nhiều vào, thì em sẽ tìm ra cái công thức đúng của nó, đúng không mình? Em hiểu rồi. Xin lỗi cả nhà. Em hứa em sẽ cố gắng hơn nữa. Em sẽ tìm ra nhiều công thức hơn nữa. Mua kem này em sẽ bày kem khác. Em sẽ không nản lòng. Ngày mai em hẹn cả nhà mình, ngày mai em sẽ cho mọi người thử những món ngon hơn. Em sẽ cố gắng mẹ. Em sẽ cố gắng mẹ. Mẹ sẽ cố gắng. Mình ơi, là mình hiểu dữ chưa? Mình ơi. Chiến hữu mình mới gặp nhau á nha. Từ cái hồi mà bà nhà tôi ba đẻ con Chip tới bây giờ là mới gặp lại nhau đây đúng không? Ủa con Chip giờ mấy tháng rồi ta? Mới 2 tháng hơn á. Tôi đang lo. Biết lo gì không? Sao rồi? Xưa đâu bất tử lâu quá không nhậu, chứ không biết giờ nhậu được không? Thì để mua đây thôi sao? Thử cái coi. Vô, vô, vô. 2, 3. Vô. Xích lô xin dừng xe. Gì vậy? Khoan đi. Ủa chưa ai kêu mỏi chưa hả? Rồi, kêu rồi. Ủa cái đâu? Kìa. Ngon quá à ba. Dĩa này để tôi trả tiền nha, kêu dĩa mới. kêu dĩa khác đi. Rồi, cách xa quá. Hay là mấy chú không thích con hả? Ủa? Không phải. Chú thương con. Cứ tự nhiên như ở nhà vậy ha. Con ăn tự nhiên đi con, không sao. Con chỉ muốn ở gần ba con nhiều nhất thôi. Ây da. Chí mạng nha. Nó xoáy vào tim tôi không ơi. Thôi kêu mồi đi. Thôi bật thêm nha. Cho anh dễ trả đi. Anh khổ qua trà bông nhiều trà bông nha, như cũ nha. Hay ghê, toàn là mấy cái món mình thích không. Mẹ con bé bữa nay bệnh nên là dẫn theo. Ủa mà bệnh gì vậy? Cảm sơ sơ đó mà. Thôi. Đồ ăn ra kìa. Rồi thôi vô. Chúc mừng đồ ăn nha ra đi. Vô. Ba. Từ gấp quá. Chưa hả? Ừ. Bình tĩnh. Rồi cảm ơn em gái nhiều nha. Còn nha. Vô. Rồi vô được chưa? Mừng đồ ăn nha, mừng đồ ăn vô nha. 2 3. Vô. Gọi điện cho mẹ ba, ba hỏi á là mẹ uống thuốc chưa, chứ mẹ quên uống thuốc á là mẹ bị bệnh hoài luôn á ba. À,
Trước lúc mà ba đi á, ba có cho mẹ uống thuốc rồi, con yên tâm nha. Dạ. Vô đi, vô, vô, vô. Vô, 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 vô. Ừ, thôi. Hai, ba, vô. Thôi ba. Sao con? Ba gọi điện cho mẹ, ba hỏi mẹ ăn cơm chưa? Giờ lỡ mẹ đói rồi sao ba? Hay là mình đem khô mực về cho mẹ ăn đỡ đói đi ba. Rồi tí xíu ba quanh lại đây. Tự dưng thấy mình tệ ngang không? Sao ta? Ông cũng có cảm giác giống tôi phải không? Lúc nãy á, là trước khi mà ba ra đây á, là ba có mua phở cho mẹ ăn rồi. Nhưng mà giờ lỡ mẹ đói tiếp rồi sao ba? Hay là ba cứ đem về cho mẹ đi. Có mấy lúc á, mà ba bệnh á, mẹ cũng lo lắng cho ba lắm á. Hỏi ba là ba ăn chưa hoài à. Ba bỏ mẹ ở nhà một mình hoài tội mẹ lắm ba. Tự dưng tôi thấy tôi tệ ngang không? Mình vô lẹ lẹ đi rồi mình về. Thôi vô lẹ lẹ uống vô lẹ lẹ rồi về. Rồi. Hai, ba, vô. Thôi ba, hay là ba đừng có uống bia hoài. Sức khỏe của ba không có tốt đâu. Rồi, xong luôn. Rồi, 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 knock out rồi, tiêu rồi. Tự dưng tôi thấy, tôi nhớ vợ chứ nhớ ăn chip phải không? Sao vậy? Thầy thấy con bé nó ăn khô mực, nhớ ăn chip. Bộ con chip nhà ông có ăn khô mực hả? Không, con nhỏ mà, ông thấy nó ăn ngon, nhớ chip nhà nó uống sữa cũng ngoan vậy. Năm ơi. Năm ơi, năm. Cái gì nữa vậy? Gì vậy? Gì năm? Gặp mặt đáng lẽ phải vui chứ lâu mới gặp mà. Ê, hay là... cho tôi về được không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi. Không có gì hết á, anh em mà. Bây giờ mình về với mẹ nha con. Để tôi tính tiền. Thôi được rồi, cứ về đi. Cứ về đi, tụi tôi lo cho. Vậy lo cho vợ đi. Tôi về liền đây mà. Mình về mình lo cho mẹ nha con. Dạ. Nha. Đi con, đi về. Hai cha con về cẩn thận nha. Con gái về cẩn thận nha. Học giỏi nha. Ừ, ngoan. Thưa hai ông, tôi về nha. Giỏi, ông sao? Đi về đi. Có sao hết. Bye bye con gái nha. Rốt cuộc còn có hai thằng mình ở đây. Tính ra nãy giờ mình chưa uống gì luôn á ông. Thôi thôi mà xong mấy giờ mình vô một cái đi rồi. Mình về ha. Rồi vô. Ai ba. Vô. Thôi nghỉ luôn. Thôi về đi ông ơi. Chip ơi. Trời ơi. Tính tiền đi bé ơi. Chán quá đời. Cái gì vậy? Gì khóc vậy? Mẹo ơi, mẹo coi nè. Cái hình hồi nãy mà Mùi đăng cách đây một tiếng á, bây giờ có hai tương tác à. Kỳ quá à. Coi. Ủa nãy sao được nhiều lắm mà sao giờ ít rồi? Không biết nữa. Ê, có một cái like của bà Tỷ nè. Tỷ đó. Ê, còn cái thả tim là của Mùi hả? Thì không ai tương tác với Mùi. Mùi phải tự thả tim chứ làm sao. Kỳ quá. Phải rồi. Trời ơi, cái gì mà đăng bài mà đăng tới 10 bài một ngày lận. Người chơi mạng xã hội á, là người ta phải coi những cái nào mà cái bài nào mà nó bổ ích hoặc là người ta yêu thích người thì người ta mới tương tác chứ. Chứ mà đăng nhiều vậy người ta đâu có tương tác đâu. Ủa vậy hả? Vậy mà Mùi cứ tưởng đâu là một ngày hả, cứ cách một tiếng là hả, mình đăng một bài là sẽ được nhiều tương tác chứ. Trời ơi, đăng quá coi chừng mạng xã hội người ta khóa tài khoản đó nha. Ôi, Mùi không muốn đâu. Vậy hả? Thôi bây giờ Mùi rút kinh nghiệm. Bắt đầu từ ngày mai là Mùi sẽ chọn một tấm hình tâm đắc nhất, rồi Mùi sẽ đăng, rồi lồng vô thêm những cái nội dung phù hợp là được. Quá. Mà chán quá à. Mới kể có chút xíu mà hết thời gian rồi. Phải đợi tuần sau mới được nói chuyện với quý vị khán giả nữa đó. Tiếc quá ha.
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại quý khán giả vào tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.